Vâng, kính chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên chúc tất cả quý bà con sức khỏe dồi dào và bình an trong cuộc sống nha bà con. Bữa nay đi vườn nó nắng với cái nhiệt độ của thời tiết hiện tại ở miền Đông á, nắng rất là nhiều. Đây là cái vườn ở miền Đông nha bà con. Mình quay cho bà con biết cái nhìn nhận chắc đất là bà con biết rồi đúng không? Vâng, quay trở lại cái vấn đề là ri sấu năm nay có nhiều nhà vườn, nhiều bà con chúng ta thắc mắc là ri sấu năm nay làm nó có thành công hay không. Đây một số không biết là làm theo cái phương pháp nào thì mình không có biết, nhưng cái vườn ri sấu, các cái vườn ri sấu mình nhận mình làm cho bà con chúng ta, hướng dẫn cho bà con chúng ta hầu như là tỷ lệ đạt 100% nha bà con. Thì cái ri sấu đối với bà con chúng ta là đừng có vội vàng với cái thời tiết của anh Thái. Ri sấu á nó khó ra bông hơn một chút xíu, nhưng không phải là khó, nói chung là ri sấu nó dễ nhất luôn, nhưng chúng ta là chờ cái tín hiệu cái lá ở bên ngoài mà nó già chát hết là chúng ta mới phun kết bông nha bà con nha. Chứ còn mà Thái á, cái lá nó chưa già nó đã tự ra bông rồi, có nghĩa là nhiều khi mình kích nhẹ nó cũng ra rồi, nhưng mà chúng ta muốn đồng loạt thì lá cái Thái nó chát hơn, già chát hơn nữa thì chúng ta phun kết bông. Còn đối với ri sấu á là chúng ta phải chờ cái lá chúng ta nó xanh đen hết thì chúng ta mới phun kết bông, chúng ta làm già lá, chúng ta chặn đọt mới kết bông. Thôi bây giờ chúng ta nói cái thời điểm hiện tại đây bà con. Thì từ khi mà nó sổ nhị đến thời điểm hiện tại, bây giờ mình review cái video ngày hôm nay á, từ lúc mà nó sổ nhị ra á, lúc nó sổ nhị á là trái nó, lúc mà sổ nhị là Tết á bà con, đến thời điểm mà mình quay cái video này á là 60 ngày rồi. Vậy thì trong cái giai đoạn mà 60 ngày á thì chúng ta làm gì? Vâng, mình sẽ nói chậm chậm lại cho bà con chúng ta nắm ha. Sau khi sổ nhị chúng ta phun ở trên trái, chúng ta phun cái gì nha? Sau khi sổ nhị chúng ta phun một cử thắt chặt tầng rời úp quanh nano, chúng ta cộng với canxi bo luôn để tạo gai nhím như thế này. Cái quan trọng hay không á là chúng ta tạo được cái gai nhím ở trong giai đoạn này và chúng ta hạn chế nó bể đầu gai, thì bà con chúng ta lại gai nhím thì không có thể nào nó bể đầu gai được. Bà con thấy con nhím nó đậu tùm lum ha, nhím đậu rất là nhiều ở trên cái cây sầu riêng này. Rồi khi chúng ta phun cái úp quanh nano cộng với canxi bo thì 7 ngày sau chúng ta sẽ phun siêu giáp cộng canxi bo cộng với amino sinh học. Nhiệm vụ của siêu giáp là làm gì? Tăng cái hàm lượng kiểm và bảo vệ trái chúng ta, ngăn ngừa cái tình trạng tháng thư. Rồi canxi bo sinh học sẽ làm gì? Canxi bo sinh học, nhiệm vụ của canxi bo là sẽ tạo cho cái cây trái chúng ta nó có canxi và không bị bể đầu gai, cũng như là bo nó thắt chặt cái cuốn của chúng ta, nó dẻo dai cuốn chúng ta, không có bị rụng. Đó là một phần. Và thêm nữa là cái amino thì giúp cho cái trái của chúng ta nó nhân sinh tế bào và tăng cái năng lượng cho cây của chúng ta. Vậy chúng ta phun vào cái trái và chúng ta có thể phun dưới cái mặt lá, thì bà con chúng ta cầm cái vòi này chúng ta phun phớ ở dưới cái trái và chúng ta phun ở dưới cái mặt lá luôn để nó hỗ trợ qua lá và hỗ trợ qua trái. Nếu như trời mưa thì chúng ta sẽ bỏ ra, trời mưa thì chúng ta bỏ ngà amino ra nha bà con, tại vì trong nước mưa nó có hàm lượng nitơ rất là cao rồi, chúng ta không cần phải hỗ trợ thêm amino. Đó là những cái lưu ý cho bà con chúng ta khi mà trong cái giai đoạn vậy. 7 bữa là bà con chúng ta quất nó một lần. Thì trong cái giai đoạn mà khi chúng ta phun thì chúng ta có thể cộng với sâu rây, đặc biệt là rệp sáp chúng ta quản lý. Theo bà con chúng ta thấy cái trái này nó sáng trái. Thứ nhất là siêu áo giáp nó có hàm lượng kẽm cao giúp cho trái chúng ta xanh, amino giúp cho trái chúng ta nhân sinh tế bào và lớn trái, canxi bo là giúp cho trái chúng ta nó không có bị bể đầu gai, và bo là dẻo dai cuốn. À, bo dẻo dai cuốn. Và nếu như trời mưa thì bỏ amino ra, cứ 7 bữa thì bà con cứ làm lần, vậy là bà con nhớ ha. Rồi tiếp tục ở dưới đất thì bà con sẽ làm gì? Ở dưới đất á, là bà con sẽ sau khi sổ nhị xong, bà con rải giùm em một cái cử, đó là 12, 11, 18 có kali cao. Nhiệm vụ của kali cao là nó sẽ yếm cái gốc lại, người ta gọi là cái từ là từ yếm cái gốc lại, nó không cho cái cây chúng ta nó vọt cái đọt, không cái cây chúng ta nó dành cái hàm lượng đạm. Đó, nếu mà tồn dư ở trong đất thì có ăn kali cao thì nó sẽ cân bằng lại cái dinh dưỡng và nó giúp cho cái trái của chúng ta, cái cây chúng ta nó tập trung để nó nuôi trái. Rồi 20 ngày sau cái trái chúng ta nó to như cái ngón tay cái như thế này thì chúng ta sẽ làm gì? Thằng Thái cũng như thằng ri sấu nha bà con, mình nói công thức y chang vậy thôi. Thằng Thái nó sẽ khác một chút xíu, tí nữa mình sẽ phân tích. Và 20 ngày sau trái chúng ta nó to như cái ngón tay cái như thế này là chúng ta bắt đầu tưới cái bộ xô siêu nuôi trái. Đó, cái bộ xô siêu nuôi trái thì một cái xô siêu nuôi trái như thế á, là chúng ta pha cho 4.000 lít nước, chúng ta tưới gốc 7 bữa, 10 bữa chúng ta tưới một lần.
để nồng cây trái chúng ta. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn mà khi cây sầu riêng ri sáu của chúng ta mà đang mang trái, từ lúc sổ nhị đến 45-60 ngày chúng ta nên chặn đọt nó. Thì mục đích đó, chúng ta chặn đọt là để cho tập trung dinh dưỡng vào nó nuôi trái và nó không cạnh tranh dinh dưỡng với đọt. Thì nếu như đọt chúng ta đi mạnh á, trái chúng ta rất là dễ bị méo, dù trước đó chúng ta thụ phấn và trái chúng ta tròn đều. Thì bà con chúng ta lưu ý ở những cái điểm đó. Cứ 7 bữa chúng ta sẽ tưới cái bộ xô, và tưới đến khi nào? Tưới đến khi chúng ta gần thu, trước đó khoảng 15 ngày là chúng ta được rồi. Thì bà con có thể xen kỹ là 7 bữa, 10 bữa hoặc là 15 bữa bà con tưới một lần, và trong cái giai đoạn xen kỹ bà con có thể rải cho cây từ 3 đến 5 lạng hắc kim nano để nó nuôi trái, cho trái chúng ta nó lớn trái, vừa cho cung cấp cái hàm lượng phân nước và vừa cung cấp cái hàm lượng mà phân rải để cho cây chúng ta nó hấp thụ và nó ăn. Rồi trong cái giai đoạn mà chúng ta nuôi trái á, là chúng ta nên hãm cái đọt đối với ri sáu á, thì cái cỡ đọt như thế này là vừa rồi, cái này là vừa rồi nó bị nhện đỏ nó quất ha. Đối với ri sáu thì bà con chúng ta thấy rằng là cứ nó chớm chớm như thế này là chúng ta chặn lại. Thì có một số anh em kinh nghiệm á, thì đối với ri sáu là nhiều khi anh em thả đọt đi nhẹ được, đây là đọt nó đi nhẹ thôi, còn thái thì nó khác ri sáu chỗ là chúng ta nên chặn đọt luôn, không cho nó đi đọt. Thì có khác nhau cái chỗ đó thôi bà con, chứ không khác gì hết. Thôi thì bây giờ quay một cái cây khác nữa để cho bà con chúng ta xem nha bà con. Và mình cũng nói thật luôn là cái vườn này á, là xưa giờ một số anh em á, không biết là anh em kỹ thuật nào đó, đã làm theo cái phương pháp là sử dụng bạc lo. Thế nên là cái trái, cái lá của chúng ta bà con thấy ha, cái lá chúng ta nó hơi bị nhỏ và nó bị chai cái lá đó. Thì mình lên mình cũng xử lý cái vườn này và cứu cái vườn này. Cứu thì nói là không cứu, nhưng mà bằng cái phương pháp thì nói chung là kiến thức cũng như là kinh nghiệm mình hiểu được, thì mình xử lý cái vườn này. Bà con chúng ta bây giờ thấy là trái đấy, review cho anh em chúng ta xem một chút xíu những cái thành quả. Có một số bạn á, sợ một số bạn là cứ nói rằng là lựa cây quay á, thôi thì mình cũng quay đều cho mọi người chúng ta xem một chút xíu. Ở đây là cái cây con này mọi người. Màu hôm nay, màu sắc của ánh sáng hôm nay là nó hơi nắng gắt, nên là cái nhiệt độ mà khi mà chúng ta quay trong cái đoạn phim á, nó hơi bầm bầm thì mọi người cũng thông cảm á. Đây, cái lá của ri sáu thì mình quyết định là mình cho nó đọt nó đi chậm, còn thái thì mình dặn luôn. Trái này mọi người, bà con chúng ta xem chút xíu những cái mẫu trái như thế này đó. Nó như thế này là đủ mê chưa anh em? Trái như thế này chúng ta có thể cúi xuống chúng ta review một chút, mọi người chúng ta nhìn này. Một chùm luôn này mọi người, nó đậu phải nói rằng là nguyên cái này là hai chùm. Đây là nguyên cái chỗ này luôn, cái cành này dữ dằn không. Ở trên kia thì có hơi lác đác hơn chút xíu ha. Tỷ lệ trái thì đủ dư. Review xa cho anh em chúng ta xem, và mình đi một cái cây khác để bà con chúng ta xem chút xíu. Đây, qua cái cây này nó có gì không? Cái này chưa lên lần nào luôn á, trên này chưa lên lần nào luôn á. Rồi, trái này bà con. Tại là hồi xưa sử dụng bạc lo nên là cành nó bị tơi tả hết. Trái, bà con chúng ta có thể xem một chút xíu ha. Rồi qua bên này thôi, bên này nó có gì không? Cây này chắc không có quá. Cái này như ngoài thấy lá không biết ở trong nó có không. Đây, cây này là cổ bông sâu thôi. Cây này là không có nha bà con nha. Cái này không tính nha. Cái này là tầng đu đủ hết trơn rồi. Rồi mình xuống đây coi. Này, được mấy cây? Hai cây này là không tính hả? Rồi xuống cây dưới kia. Ở đây nó có cây con nữa mọi người. Cây dưới kia. Rồi, cây này trái rồi mọi người. Đây, review cho mọi người chúng ta xem chút xíu. Trái. Cái trái này bỏ ra để chị. Cái trái này cũng bỏ ra để chị đâu. Rồi. Mệt quá bà con. Qua cây này coi bà con. Cây này nhìn đỏ nó đánh bạc lá luôn nè mọi người. Cây này trái cũng lủng lẳng ha.
tầng lá bên kia là cây này là gần như cái tàn nó không có luôn á. Ơi bà con chúng ta là mấy năm rồi cũng khổ rồi, năm nay cố gắng lấy lại được cái nào là hay cái đó. Rồi, một cái video nhỏ nhỏ chia sẻ với bà con, rồi chúc mọi người sức khỏe nha mọi người nha. Bye bye.